Vì sao kiểu thi ca thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nên nghĩ xưa kia Đức Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa và tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai khi ở bậc Bồ Tát vì thường cần an trụ cái không nội và cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần an trụ chân như và pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần an trụ thánh đế khổ và thánh đế tập diệt đạo nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học bốn tịnh lự và bốn vô lượng bốn định vô sắc nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học tám giải thoát và tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học bốn niệm trụ và bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học pháp môn giải thoát không và pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học năm loại mắt và sáu phép thần thông nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học 10 lực của Phật và bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học pháp không quên mất và tánh luôn luôn xả nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học tất cả pháp môn Đà La Ni và tất cả pháp môn Tam Ma Địa nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học trí nhất thiết và trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai ở bậc Bồ Tát vì thường cần tu học vô lượng vô biên các Phật pháp khác nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Xưa kia khi Như Lai an trụ bậc Bồ Tát vì thường cần an trụ vô lượng pháp môn khác tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật Đa như uẩn xứ giới vân vân nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nay đây chúng ta vì cầu quả vị giác ngộ cao tột nên đối với pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này cũng phải theo Phật thường cần tinh tấn tu học an trụ. Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế nhất định là bậc đại sư chân thật của chúng ta thường cần theo học thì sở nguyện đều viên mãn. Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thế là pháp ấn chân thật của các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng là pháp ấn chân thật của tất cả quả độc giác A La Hán, Bất Hoàn Nhất Lai Dự Lưu vân vân. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, vì thường cần tu học nên đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột, hiện chứng quả vị giác ngộ cao tột. Tất cả quả độc giác A La Hán, Bất Hoàn Nhất Lai Dự Lưu vân vân đối với pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, vì thường cần tu học nên đã đến bờ giác, sẽ đến bờ giác và hiện đến bờ giác. Kiểu thi ca, vì duyên cớ ấy nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân hoặc lúc Phật trụ thế hoặc sau khi niết bàn cần phải y cứ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thường cần tu học. Cần phải y cứ vào tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa thường cần tu học. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa vân vân như thế là chỗ y cứ an lạc lợi ích của tất cả thanh văn độc giác đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân hoặc khi Phật trụ thế hoặc sau khi niết bàn cần phải y cứ vào cái không nội thường cần tu học.
cần phải y cứ vào cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh mà thường cần tu học. Vì sao? Vì cái không nội vân vân như thế là chỗ y cứ an lạc lợi ích của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào chân như mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì mà thường cần tu học. Vì sao? Vì chân như vân vân như thế là chỗ y cứ an lạc lợi ích của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào thánh đế khổ mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào thánh đế tập diệt đạo mà thường cần tu học. Vì sao? Vì thánh đế khổ vân vân như thế là nơi y cứ an lạc lợi ích của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào bốn tịnh lự mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà thường cần tu học. Vì sao? Vì bốn tịnh lự vân vân như thế là nơi y cứ an lạc lợi ích của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào tám giải thoát mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà thường cần tu học. Vì sao? Vì tám giải thoát vân vân như thế là nơi y cứ an lạc lợi ích của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào bốn niệm trụ mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà thường cần tu học. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào pháp môn giải thoát không mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà thường cần tu học. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào năm loại mắt mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào sáu phép thần thông mà thường cần tu học. Vì sao? Vì năm loại mắt vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào mười lực của Phật mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà thường cần tu học. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân. Kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi niết bàn, cần phải y cứ vào pháp không quên mất mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào tánh luôn luôn xả mà thường cần tu học. Vì sao? Vì pháp không quên mất vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, đại bồ tát và các trời người a tố lạc vân vân.
Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết Bàn, cần phải y cứ vào tất cả pháp môn Đà La Ni mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà thường cần tu học. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, Đại Bồ Tát và các trời người A Tố Lạc vân vân. Kiểu thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết Bàn, cần phải y cứ vào trí nhất thiết mà thường cần tu học, cần phải y cứ vào trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà thường cần tu học. Vì sao? Vì trí nhất thiết vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, Đại Bồ Tát và các trời người A Tố Lạc vân vân. Kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết Bàn, cần phải y cứ vào vô lượng vô biên Phật pháp khác mà thường cần tu học. Vì sao? Vì vô lượng vô biên Phật pháp khác như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, Đại Bồ Tát và các trời người A Tố Lạc vân vân. Kiều thi ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, hoặc khi Phật còn trụ thế, hoặc sau khi Niết Bàn, cần phải y cứ vào vô lượng pháp môn tùy thuận bát nhã ba la mật đa thậm thâm, như uẩn giới xứ, vân vân mà thường cần tu học. Vì sao? Vì vô lượng pháp môn tùy thuận bát nhã ba la mật đa thậm thâm như uẩn xứ giới vân vân như thế là nơi y cứ lợi ích an lạc của tất cả thanh văn độc giác, Đại Bồ Tát và các trời người A Tố Lạc vân vân. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì hữu tình mà tuyên thuyết truyền bá rộng rãi hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, thượng diệu để cúng dường. Thị thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được bao nhiêu phước? Phật dạy: Kiều thi ca, ta lại hỏi ngươi, tùy theo ý ngươi mà trả lời. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, sau khi Như Lai vào Niết Bàn, để cúng dường xá lợi Phật, nên dùng 7 thứ quý báu nhất xây dựng bảo tháp, trang trí bằng đủ các loại ngọc báu, tháp cao lớn 1 do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân, tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức phát sanh có nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ: Rất nhiều. Phật dạy: Kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì hữu tình mà tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức đã sanh ra so với những người kia nhiều hơn vô lượng vô biên. Phật bảo: Kiểu thi ca, ngoài việc này ra, lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với các đức Như Lai, sau khi nhập Niết Bàn để cúng dường xá lợi Phật, đã dùng 7 thứ quý báu nhất để xây dựng bảo tháp, trang trí bằng đủ các loại ngọc báu, tháp cao lớn 1 do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao, xây khắp cả châu Nam Thiểm Bộ, không còn chỗ trống. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu của cõi trời. Suốt cả cuộc đời, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức phát sanh có nhiều chăng? Trời Đế Thích bạch:
Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng để tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức đã sanh ra, so với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên. Phật bảo, kiểu thi ca, kể cả châu thiện bộ, lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với các đức Như Lai sau khi nhập Niết Bàn, để cúng dường xá lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất xây dựng bảo tháp và trang trí bằng đủ loại ngọc báu. Tháp cao lớn một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao, xây đầy cả bốn châu, không còn chỗ trống. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức sanh ra có nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng để tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức thu hoạch được so với những người kia, nhiều hơn vô lượng vô biên. Phật bảo, kiểu thi ca, cả bốn châu giới lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với các đức Như Lai sau khi nhập Niết Bàn để cúng dường xá lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất xây dựng bảo tháp và trang trí bằng các thứ ngọc quý. Tháp cao lớn một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao, xây khắp cả tiểu thiên thế giới không còn chỗ trống. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức thu hoạch được có nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức thu hoạch được so với những người kia nhiều hơn vô lượng vô biên. Phật bảo, kiểu thi ca, kể cả tiểu thiên thế giới, lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với các đức Như Lai sau khi nhập Niết Bàn để cúng dường xá lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất xây dựng bảo tháp và trang trí bằng đủ các loại quý. Tháp cao lớn, một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao, xây khắp cả trung thiên thế giới, không còn chỗ trống. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu của cõi trời. Suốt cả cuộc đời, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức thu hoạch được có nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình mà tuyên thuyết truyền bá rộng rãi,
hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng bóng, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường. Thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức đã thu hoạch được, so với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên. Phật bảo, Kiều Thi Ca, kể cả trung thiên thế giới, lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với các đức Như Lai sau khi nhập Niết Bàn, để cúng dường xá lợi Phật, đã dùng bảy thứ quý báu nhất xây dựng bảo tháp và trang trí bằng các thứ ngọc quý. Tháp cao lớn một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao, xây khắp cả thế giới ba lần ngàn không còn chỗ trống. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu của cõi trời suốt cả cuộc đời, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức thu hoạch được có nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức có được so với những người kia nhiều hơn vô lượng vô biên. Phật bảo, Kiều Thi Ca, kể cả một thế giới ba lần ngàn và giả sử, các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn đối với Như Lai sau khi nhập Niết Bàn để cúng dường xá lợi Phật, dùng bảy thứ quý báu nhất xây dựng bảo tháp trang trí bằng các thứ ngọc quý, tháp cao một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao xây khắp cả thế giới ba lần ngàn không còn chỗ trống. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu của cõi trời, suốt cả cuộc đời, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Theo ý ông thì sao? Các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn như thế, do nhân duyên này, phước đức có được nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức có được, so với những người kia nhiều hơn vô lượng, vô biên. Khi ấy, trời đế thích lại bạch Phật, đúng vậy, đúng vậy, đúng như Ngài đã dạy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa như thế, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy nên biết như thế, tức là đã cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại. Giả sử tất cả các hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, đối với Như Lai sau khi nhập Niết Bàn để cúng dường xá lợi Phật, dùng bảy thứ rất quý báu xây dựng bảo tháp trang trí bằng các thứ ngọc quý, tháp cao lớn một do tuần, bề rộng bằng nửa chiều cao xây khắp cả thế giới ba lần ngàn không còn chỗ trống, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu của cõi trời, hoặc trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Thế Tôn, thì các hữu tình ấy do nhân duyên này phước đức đã có được nhiều chăng? Phật dạy, rất nhiều. Trời đế thích bạch, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng để tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi,
hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức có được, đối với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Vì sao? Bạch Thế Tôn, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể bao gồm chứa nhóm tất cả thiện pháp, đó là 10 thiện nghiệp đạo, hoặc là 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc là 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc là 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, hoặc là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, hoặc là thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, hoặc là năm loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc là 4 sự hiểu biết thông suốt, hoặc là bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa, hoặc là cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi pháp, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, hoặc là chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc là 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc là pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc là vô lượng vô biên Phật pháp khác, đều nhiếp nhập trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế là pháp ấn chân thật của các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng là pháp ấn chân thật của tất cả thanh văn độc giác. Bạch Thế Tôn, tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác vì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế đều thường cần tu học, nên đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột, hiện chứng quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì tất cả thanh văn độc giác đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế đều thường cần tu học, nên đã đạt đến bờ giác, sẽ đạt đến bờ giác và hiện đạt đến bờ giác. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình, tuyên thuyết, truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức có được, so với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Kiểu Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, vì các hữu tình, tuyên thuyết truyền bá rộng rãi hoặc sao chép, rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này, phước đức có được, so với những người kia, nhiều hơn vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đếm. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì do Bát Nhã Ba La Mật Đa này, mà tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa được phát sanh. Kiều Thi Ca, vì do Bát Nhã Ba La Mật Đa này, mà tất cả cái không nội,
cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh được xuất hiện. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ được xuất hiện. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo được xuất hiện. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc được phát sanh. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ được phát sanh. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo được phát sanh. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện được phát sanh. Kiểu thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông được phát sanh. Kiểu thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng được phát sanh. Kiểu thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả được phát sanh. Kiểu thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa được phát sanh. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng được phát sanh. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả đại Bồ Tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh, cõi Phật được thành tựu. Kiểu thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa được phát sanh. Kiểu thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả xuất hiện. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà tất cả độc giác hướng, độc giác quả xuất hiện. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà công đức của tất cả các đại Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến định kim cang dụ xuất hiện. Kiều thi ca, vì do bát nhã ba la mật đa này mà quả vị giác ngộ cao tột và đại bát niết bàn của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện. Kiều thi ca, do duyên cớ này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, vì các hữu tình tuyên thuyết truyền bá rộng rãi, hoặc sao chép rồi thiết bày lễ vật, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng, tuyệt diệu, để cúng dường. Phước đức đã tạo bảo tháp trước kia, so với phước đức này thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, ức phần chẳng bằng một, trăm ức phần chẳng bằng một, ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn vô số phần chẳng bằng một, phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Vì sao? Kiểu thi ca, vì nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong cõi người ở châu thiệm bộ, thì Phật bảo, Pháp bảo, bí xô tăng bảo trong thế gian này đều trụ chẳng diệt. Kiều thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiệm bộ, thì thế gian thường có 10 thiện nghiệp đạo và thí giới tu thiện, tri ân, báo ân, cúng dường hiền thánh. Kiều thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiệm bộ, thì thế gian thường có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Kiều thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiệm bộ, thì thế gian thường có cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác.
cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh, tự tánh. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có dòng họ lớn sát đế lợi, dòng họ lớn bà la môn, dòng họ lớn trường giả, dòng họ lớn cư sĩ. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có độc giác hướng, độc giác quả. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có đại Bồ Tát, tu Bồ Tát hạnh, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Kiểu thi ca, nếu bát nhã ba la mật đa này trụ trong loài người ở châu thiện bộ, thì thế gian thường có Như Lai ứng chánh đẳng giác, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu, độ vô lượng chúng sanh. Hết quyển thứ 104.